Hello, shop phụ kiện săn bẫy xin kính chào tất cả anh em nhé. Shop em chuyên cung cấp tất cả các loại lưới bẫy chim tàng hình anh em nhé. Đây là lưới Thái Lan nhé. Giò bẫy gà rừng, lưới bẫy gà rừng, lưới bẫy rắn, lưới bẫy trồn, cuốc bịp. Ngoài ra còn cung cấp tất cả các loại thòng không lục mẹt, các loại lồng bẫy chim, loa điều khiển từ xa, combo bẫy gà rừng, giò bẫy gà rừng anh em nhé. Hôm nay em xin đi chi tiết tất cả các loại lưới bẫy chim ở bên em nhé. Shop em có mắt lưới là từ 3 phân cho đến 8 phân anh em nhé. Đây là một tay lưới 30m 3 phân ở bên em. Lưới 3 phân là để bẫy được chim di anh em nhé. Chim di, sắc ô, sâu khuyên mi, hút mật, vành khuyên và tất cả các loại chim nhỏ anh em nhé. Còn đây là một tay lưới 4 phân ở bên em đây ạ. Đây là một tay lưới 30m 4 phân. Lưới 4 phân là lưới bẫy chim tổng hợp anh em nhé. Tất cả các loại từ sẻ, trào màu, hành hoạch đổ lên nhé. Và đây là một tay lưới 30m 5 phân ạ. Đây, 30m 5 phân. Lưới 5 phân là để bẫy được trào màu, trèo bẻo, trao chảo, cu sáo đổ lên anh em nhé. Đây, một tay lưới. Đây là một tay lưới cước Thái Lan anh em nhé. Lưới cước Thái Lan bao tàng hình, bao chạy mắt, bao chống rối cho anh em luôn ạ. Đó. Ngoài ra còn có lưới 6 phân. Lưới 6 phân. Đây, một tay lưới 30m 6 phân. 6 phân là để bẫy từ cu tiểu rồi bói cá, cu đất, cu cườm, cu gáy trở lên anh em nhé. Đó. Bẫy được tất cả các loại từ chim cu, bói cá đổ lên ạ. Còn đây là một tay lưới 7 phân. Riêng mắt 7 phân, 8 phân là bẫy từ tất cả các loại cu trở lên nhé. Cu cò, két sáo, rồi mắt xéo, rẽ run, cuốc, vẹt đầy đủ nhé. Ngoài ra còn có cung cấp cả lưới chim đêm anh em nhé. Shop em còn có cả lưới chim đêm 5 phân, 7 phân và 8 phân anh em nhé. Đó, tất cả các loại lưới ở bên em đều nhuộm màu hình, đều nhuộm đen tàng hình hết rồi anh em nhé. Tất cả các loại lưới là một tay lưới là nhận là sẽ như thế này. Đấy, đã được đóng gói trong một cái bịch đen như thế này rồi. Sợi cước Thái Lan anh em nhé. Lưới đen là bao tàng hình anh em nhé. Bây giờ em sẽ mở một tay lưới ra cho anh em coi nhé. Đấy, khi anh em nhận được hàng, anh em cứ được kiểm tra thoải mái trước khi thanh toán, anh em không phải lo nhé. Đây là một tay lưới 30m 8 phân ạ. Đó, một tay lưới 30m 8 phân ở bên em đây. Sợi rất là mảnh anh em nhé. Mảnh nhưng mà rất là dai và bao đứt cho anh em nhé. Đảm bảo là chim vào là không bao giờ bị sẩy anh em nhé. Đó, bao dai bao đứt cho anh em. Lưới này là lưới bao dai cho anh em luôn rồi. Shop em đã thắt chống gió, chống xô đầy đủ cho anh em hết rồi. Anh em nhận về là chỉ việc đi đánh thôi nhé. Shop em có loại từ 3 cho đến 8 phân. Mắt lưới là từ 3 cho đến 8 phân. Chiều dài của nó là 20m. 20m này, 30m, 40m, 60m loại nào cũng có nhé. Ngoài ra là còn có loại là 5 dây 4 túi, 4 dây 3 túi, 7 dây 6 túi, 9 dây 8 túi anh em nhé. Cao của nó là 5m, 7m, cao 9m, cao 12m và cao 14m anh em nhé. Tất cả các loại lưới đều màu đen anh em nhé. Tàng hình, đây là lưới tàng hình sợi cước Thái, bao dai bao đứt anh em không phải lo nhé. Đó. Ngoài ra thì để bẫy được chim thì cần kết hợp với một cái loa này, hoặc là anh em nào có điều kiện thì kết hợp vừa loa vừa keo bẫy. Đây là một cái lọ keo bên em đang bán nhé, với lại một cái loa điều khiển từ xa như thế này để kết hợp bẫy chim cũng rất là hiệu quả anh em nhé. Đó, em xin nhắc lại đó là shop em còn ngoài cung cấp lưới bẫy chim tàng hình thì còn có cả lưới rắn, lưới gà, lưới bẫy gà rừng, lưới bẫy trồn, cuốc thỏ và tất cả các loại thòng không lục mẹt anh em nhé. Tất cả các loại lồng luôn ạ. Anh em cần gì thì cứ để lại số điện thoại, shop em sẽ gọi lại tư vấn nhiệt tình, hoặc là anh em gọi vô đầu số điện thoại em để trên chóc video này anh em nhé. Đó, xin chào tất cả anh em ạ.